Chào mọi người. Hôm nay ác mẫu cái chân mình để tiền quá, mà tại đó có sẵn, thành ra là nguyên buổi sáng tới 1 giờ trưa là quất 5 tập chân mình để tiền luôn, nó hay quá, ác bị cuốn. Rồi chiều mới cắm đầu dịch Phú Đại Gia với lại Chiến Thần, nhưng mà đang dịch dở dang thì đã có đá banh. Không lẽ mọi người coi đá banh không cho tớ coi đá banh, vậy kỳ quá. Coi đá banh xong ác mới thu được, thành ra hôm nay lên trễ. À, còn có một chuyện nữa là rất nhiều người nói là Chiến Thần ở trễ, tại sao một ngày không ra 1-2 tập. Nhưng thực tế là bây giờ hiện giờ ad đang dịch sát với tốc độ tác giả ra chuyện. Tác giả hôm nay ra chuyện chỉ có chừng đó thôi đó, sáng giờ ra được chừng đó thôi đó, ngắn ngủn vẻ. Được có 3 chiêu, mà ba chương ngắn hơn mọi khi nữa. Nhưng thôi bây giờ ad cứ nói là 3 chương, tại vì tác giả ra 3 chương mà. Thôi mọi người thông cảm ha, chứ không phải là ác thiên vị chuyện này chuyện kia đâu. Tác giả ra có chừng này thôi à, ác dịch là sát với tác giả luôn. Bây giờ mọi người muốn thêm một tập nữa, ác bó tay, trừ phi ác là tác giả. Chiến Thần ở rễ, Dương Thanh, Tần Thanh Tâm, chương 2230, 31, 32. Âm! Thân thể nhất thu, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Mặt mũi hắn tràn đầy đều là máu tươi, quần áo tại lồng ngực đã bị lực lượng cuồng bạo công kích biến thành từng mảnh vụn. Mà vị trí nơi bộ ngực của hắn còn có một cái quyền ấn, nhìn thấy mà giật mình. Giờ khắc này toàn trường yên tĩnh như chết, tất cả mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Nhiếp Thu ngã trên mặt đất. Hắn có ý đồ gắng gượng đứng lên, nhưng căn bản là làm không được. Một lúc lâu sau, một thanh âm vô cùng chấn động từ trong đám người mới vang lên. Dương Thanh, thắng rồi sao? Cậu ta cảnh giới võ đạo chẳng qua chỉ là siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, thế nào lại có thể sẽ đánh bại một vị cường giả đỉnh cao dưới thiên cảnh được à? Ai có thể nói cho ta biết đây là sự thực hay sao chứ? Cường giả còn lưu tại sân đấu võ đều không là ngoại lệ, tất cả đều là cường giả võ đạo đỉnh tiêm của Ma Tông. Bọn họ ít nhất đều là những võ giả trung niên sống 40-50 tuổi, thậm chí là những võ giả lão niên, niên kỷ càng lớn hơn rất nhiều. Lúc này cũng không nhịn được phát ra từng tiếng kinh hô. Cho dù bọn họ đã sớm dự liệu được Dương Thanh sẽ đánh bại Nhiếp Thu, nhưng thời điểm khi sự thật bày ra trước mắt bọn họ vẫn là khó tiếp nhận vô cùng. Ngay dưới sự chú ý của mọi người ở đây, Dương Thanh từng bước một đi tới trước mặt Nhiếp Thu, nhìn đối phương từ trên cao nhìn xuống, lạnh giọng nói ra: những ân oán trước đây đều xóa bỏ, nhưng là ta muốn để ngươi biết rằng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Nếu là sau này ngươi dám làm hại đối với huynh đệ của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên một chân của anh rơi vào trên mặt đất ngay sát bên cạnh đầu Nhiếp Thu. Âm! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, đại địa đều đang chấn động, mà mặt đất bên cạnh đầu Nhiếp Thu, một cái dấu chân thật to lõm xuống dưới. Nếu như là Dương Thanh muốn giết chết Nhiếp Thu thì một cước vừa rồi kia cũng không phải là rơi xuống trên mặt đất. Nhiếp Thu cũng rõ ràng đây là Dương Thanh đang cảnh cáo chính mình. Hắn một mặt phức tạp nhìn Dương Thanh một chút, bên trong ánh mắt cũng không có bất kỳ cái hận ý gì, vô cùng gian nan mở miệng nói: ta là người hộ đạo của cậu ấy, tại trước khi thực lực của cậu ấy vượt qua được ta, nếu là gặp phải cường địch, trừ phi ta chết đi, nếu không cậu ấy tuyệt đối sẽ không chết trước ta. Nhiếp Thu mặt mũi tràn đầy đều là nghiêm túc, bên trong thanh âm tràn ngập sự kiên định. Đây là lời hứa của hắn đối với Dương Thanh, cũng là lời hứa đối với Mã Siêu. Thần kinh một mực căng thẳng của Dương Thanh lúc này mới triệt để buông lỏng, khí tức võ đạo trên người của anh nháy mắt liền tiêu tán, mà cảnh giới ma đạo quanh người anh cũng nháy mắt tan thành mây khói. Một luồng cảm giác mệt mỏi mãnh liệt ập tới để Dương Thanh
có cảm giác như muốn ngất đi. Anh cố gắng gượng, không để cho mình đổ xuống. Anh chỉ mới vừa vặn đánh thắng được Nhiếp Thu. Nếu là lúc này đổ xuống thì mọi nỗ lực anh làm trước đây đều uổng phí. Thanh ca, Mã Siêu nhìn ra Dương Thanh có gì đó không ổn, liền muốn xông tới, lại bị Lệ Trần một phát tóm được cánh tay. Lệ Trần nhìn về phía Mã Siêu đang một mặt tức giận, thấp giọng nói ra: nếu như bây giờ cậu tới đó thì tất cả những gì cậu ấy vừa mới vì cậu mà cố gắng, hết thảy đều sẽ uổng phí. Mã Siêu biểu lộ trên mặt lập tức cứng đờ, càng thêm nghi hoặc. Lệ Trần sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía vị trí Dương Thanh, thấp giọng nói ra: cậu ấy liều chết chiến một trận cũng chỉ không chỉ là bởi vì Nhiếp Thu trước đó kém một chút nữa đã giết chết cậu, mà còn có ý đồ phải vì cậu mà lập uy. Qua đi ngày hôm nay, Nhiếp Thu sẽ không còn xem thường cậu, mà không chỉ là một mình hắn, còn có sau này tại Ma Tông cũng sẽ không có một ai dám coi thường cậu. Sau khi nghe Lệ Trần giải thích, Mã Siêu lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, sống mũi của anh chua chua, suýt chút nữa nước mắt đã chảy ra. Lệ Trần tiếp tục nói: cậu ấy hiện tại nhất định đang cực kỳ mệt mỏi, chẳng qua cậu cứ yên tâm, đây cũng là tình huống bình thường mà thôi. Dù sao vừa mới rồi cậu ấy đã kiên trì phóng thích cảnh giới ma đạo lâu khoảng chừng 5 phút đồng hồ, liền xem như ta bây giờ cũng bất quá chỉ có thể kiên trì được 5 phút đồng hồ. Nhưng cảnh giới võ đạo của ta đã bước vào thiên cảnh, mà cậu ấy chẳng qua chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Cậu ấy cũng phi thường rõ ràng mình nhất định không thể đổ xuống. Nếu như đổ xuống, người khác sẽ nhìn cậu ấy thế nào à? Coi như vẫn như cũ, ai cũng sẽ thừa nhận sự cường đại của cậu ấy. Từ đó, để tất cả người của Ma Tông đều biết cậu là huynh đệ tốt của cậu ấy, ai dám tổn thương tới cậu, cậu ấy liền sẽ không bỏ qua. Tại trước cái nhìn chăm chú của một đám cường giả Ma Tông, Dương Thanh đi tới trước mặt Mã Siêu, nhếch miệng cười một tiếng: về sau sẽ không còn một ai dám bắt nạt em nữa. Mã Siêu hai mắt lập tức đỏ hoe, hét lớn: Thanh ca! Dương Thanh cố gắng không để cho mình đổ xuống, anh nhìn về phía Lệ Trần một bên nói ra: Lệ tiền bối, hiện tại có thể nói cho tôi biết đến cùng chuyện gì đang xảy ra hay không? Lệ Trần cười cười ha hả mà nhìn xem Dương Thanh: vẫn là để hảo huynh đệ của cậu đem tất cả mọi chuyện đều nói cho cậu biết đi. Nói xong, ông ta liền quay người rời đi. 10 phút sau, trong một ngôi nhà cổ sang trọng dành cho một gia đình ở Ma Tông, Dương Thanh mặt mũi tràn đầy sững sờ nhìn về phía Mã Siêu. Ngay tại vừa rồi, Mã Siêu đã đem tất cả mọi chuyện đại khái nói hết một lần. Mã Siêu lại tiếp tục giải thích: nhưng đây đều là ý tứ của chính Lệ tiền bối, em vẫn chưa có đáp ứng việc gia nhập Ma Tông. Lần này tới Ma Sơn vốn là vì lịch luyện, nếu là gia nhập Ma Tông, kế hoạch của em liền phải bị xáo trộn. Nói xong, anh ta trực tiếp đứng lên nói ra: Thanh ca, em hiện tại liền đi tìm Lệ tiền bối, sau đó nói cho rõ ràng. Chờ một chút đi. Dương Thanh vội vàng gọi lại Mã Siêu, đang muốn đi tìm Lệ Trần, hỏi ngược lại: em, tại sao lại muốn tới Ma Sơn? Mã Siêu sửng sốt một chút, mở miệng nói: vì lịch luyện, tranh thủ trong vòng nửa năm để thực lực của mình đạt được sự đột phá thực chất. Em rốt cuộc không muốn trở thành gánh nặng suốt đời của anh, chỉ muốn theo sát bước tiến tốc độ của anh. Dương Thanh nói ra: đã như vậy, em lại vì sao không đồng ý gia nhập Ma Tông? Ma Tông là một trong ngũ đại thế lực đỉnh tiêm tại Ma Sơn. Nếu là em gia nhập Ma Tông, lấy sự coi trọng của Lệ tiền bối đối với em, nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng cho em. Chẳng lẽ em lịch luyện dựa vào sức một mình còn không bằng một thế lực đỉnh tiêm tại Ma Sơn bồi dưỡng để em trưởng thành nhanh hơn hay sao? Nghe anh nói,
em liền lưu lại tại Ma Tông là tốt nhất. Mã Siêu đều kinh ngạc đến ngây người. Anh vốn cho rằng Dương Thanh nhất định sẽ cực lực bài xích việc anh giả gia nhập Ma Tông, nhưng lại không hề nghĩ rằng không chỉ không có bài xích, ngược lại còn một mực thuyết phục anh gia nhập Ma Tông. Mã Siêu sau sự trầm mặc ngắn ngủi qua đi, mở miệng nói: Thanh ca, thanh danh của Ma Tông phi thường không tốt à? Vừa nghe vậy, Dương Thanh khinh thường cười một tiếng, lạnh giọng nói ra: Tại Ma Sơn lại có thế lực nào có thanh danh là tốt đâu? Vùng đất này chính là một nơi hỗn loạn, liền xem như cường giả siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng sẽ có thể chết bất cứ lúc nào. Thần Hành Tông cũng tốt, Võ Tông cũng được. Hai cái đại thế lực đỉnh tiêm này thanh danh đúng là so với Ma Tông có tốt hơn. Nhưng chuyện này liệu có thể nói rõ Thần Hành Tông cùng Võ Tông không có làm qua cái chuyện ác gì hay sao? Bằng vào sự hiểu rõ của anh đối với Ma Sơn, có rất nhiều hạng người làm ra vẻ đạo mạo. Bọn hắn tự xưng là võ đạo chính thống, nhưng sau lưng lại làm rất nhiều chuyện ác không muốn người khác biết được. Ma Tông sở dĩ có thanh danh không tốt là bởi vì người của Ma Tông đều tu luyện công pháp ma đạo. Công pháp ma đạo vốn cực kỳ bá đạo, tại thời điểm cùng người khác giao chiến, cùng bên trong cảnh giới, cường giả tu luyện công pháp ma đạo liền rất dễ dàng tạo thành trọng thương đối với địch nhân. Chính là bởi vì chuyện này cho nên có rất nhiều người nói công pháp ma đạo là bàn môn tả đà tà đạo. Dương Thanh cũng không phải là thuận miệng mà nói, mà là lúc trước khi anh tới Ma Sơn đã từng gặp qua rất nhiều, mà cũng đã được nghe nói rới tới rất nhiều. Anh liền đã từng thấy tận mắt một vị cường giả siêu phàm cửu cảnh của Thần Hành Tông tự xưng là võ đạo chính thống, miễu sát một vị võ giả mà võ đạo còn chưa bước vào siêu phàm cảnh, vén vẹn bởi vì hắn vừa mới bị một vị cường giả Ma Tông có cùng cảnh giới đánh bại nên tâm tình không tốt mà thôi. Anh còn đã gặp qua một vị võ giả siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của Ma Tông cứu một vị cường giả vương cảnh bị cường giả độc tông truy sát. Tại Ma Sơn, cường giả nhiều như mây. Có thể nói, cường giả có cùng có cảnh giới dưới siêu phàm cảnh đều là con giun cái dế. Mà cường giả dưới siêu phàm cảnh còn có thần cảnh, mà cảnh giới dưới thần cảnh mới là vương cảnh. Ai có thể ngờ được rằng một vị cường giả đứng tại đỉnh phong của Ma Sơn vậy mà lại đi chiến đấu vì một con kiến hôi, đúng không? Nếu không phải Dương Thanh tận mắt nhìn thấy, sợ là cũng sẽ không hề tin tưởng. Năm đó, lúc luyện luyện ở Ma Sơn, Dương Thanh đã gặp qua quá nhiều tình huống. Có lẽ chính là bởi vì tận mắt nhìn thấy vị cường giả siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong kia cứu một cường giả vương cảnh, nên anh đối với Ma Tông cũng không có bất kỳ cách thành kiến gì. Dương Thanh còn nói: Huống chi, Lệ tiền bối còn đã cứu mạng của em, mà lại là hai lần. Lần thứ nhất là Mã Siêu bị phản phệ của Thị Huyết Châu, ngay tại thời điểm Dương Thanh chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn hảo huynh đệ của mình sắp chết, thì Lệ Trần xuất hiện phong ấn Thị Huyết Châu trong cơ thể Mã Siêu. Lần này Lệ Trần lại tại thời điểm nhiếp thu muốn đánh giết Mã Siêu, ra tay cứu Mã Siêu. Mã Siêu là hảo huynh đệ của Dương Thanh, mà Lệ Trần đã hai lần cứu Mã Siêu. Dương Thanh không muốn để ý tới những chuyện khác, chỉ biết hảo huynh đệ của mình thiếu Lệ Trần ân cứu mạng, như vậy Lệ Trần cũng chính là ân nhân của Dương Thanh anh. Thanh ca, em hiểu rồi. Mã Siêu cuối cùng hạ quyết tâm, gật đầu nói: Đã như vậy, vậy em liền gia nhập Ma Tông. Dương Thanh nở nụ cười: Được,